Bây giờ anh Hà đi tìm nhá. Wow, một chiếc bánh dưa nướng nào. Nào, đưa cho bạn xem nào. Tiếp tục phát hiện cái thứ năm. Một cái bánh thứ năm. Bạn nên Hà đang lấy nào. À, rơi nào. Rồi. Wow, đây là thử thách lớn nhất của bạn Ngân Hà đây. Bây giờ bạn Ngân Hà phải xuống cây rãnh này, đi sang bên kia bạn Ngân Hà mới lấy được nhá. Trèo leo rất giỏi, bạn nên là tuổi khỉ đấy. Wow, Ngân Hà rơi chiếc bánh ra cho bạn xem nào. Ngon quá. Một chiếc bánh dừa. Ngân Hà thưởng thức xem nào. Ngân Hà chào các bạn đi con. Hôm nay bạn Ngân Hà sẽ chơi một trò chơi là giấu bánh dừa nướng nhé. Và tìm bánh dừa nướng. Và thưởng thức nhé. Đặc sản của tỉnh Quảng Nam đấy nhỉ. Bây giờ Ngân Hà đi tìm nhá. Wow, một chiếc bánh dừa nướng nào. Ngân Hà đưa cho bạn xem nào. Một bánh dừa nướng nhá. Bây giờ con lại tìm tiếp xem là bánh dừa nướng ở đâu nhá. Hai bạn con mình đi tìm thôi. Đây, bạn Ngân Hà là đang vào trong cái gì nhỉ? À, bồn hoa giấy, cây hoa giấy. Tìm. Con ơi, có thấy bánh dừa nướng ở đấy không? Không thấy có à? Bây giờ mình ra sang bồn hoa đằng kia đi. À. Wow, bạn Ngân Hà đã phát hiện ra một chiếc bánh dừa nướng thế này. Đấy, vậy là bạn Ngân Hà đã tìm được hai chiếc bánh dừa nướng rồi nhá. Nên là mình lại đi tìm tiếp xem là bánh dừa nướng ở đâu nha. Bạn đang đi loanh quanh đằng kia kìa. Nên là ra đằng đấy tìm bánh dừa nướng à. Bây giờ hai ba con mình đi hành trình khám phá xem là bánh dừa nướng ở đâu nha. Con có thấy không? Con tìm quanh mấy cái chậu kia xem nào. Xem có thấy có không? Đang quan sát nhìn nhá. Wow, vậy là một chiếc bánh dừa nướng thứ ba là bạn Ngân Hà đã tìm thấy nhá. Ngân Hà giơ cho các bạn xem đi. Ngân Hà ơi, con tránh xa cái loài kiến này ra nhá. Đây là loài kiến nửa đấy, mình phải tránh xa ra nhá. Không nào nó sẽ đốt đấy mình nhá. Bây giờ mình đi tìm tiếp nhá. Nào hai ba con mình ngó vào mấy cái chỗ này xem có thấy có không nào. Không có à? Thì vậy là bạn Ngân Hà đã tìm được 3 chiếc rồi. Bây giờ Ngân Hà ba con mình ra đằng kia đi. Để tìm nhá. Tìm thôi. Wow, một chiếc bánh dừa nướng thứ tư đã xuất hiện. Ngân Hà giơ cho các bạn xem đi. Ở trên một cái cây hoa màu tím tím nhá. Rất đẹp nhá. Đây này, cái hoa này. Đấy, có ra những cái này này. Hai ba con cũng chưa tìm hiểu về cây này. Nhưng mà thực sự là nhìn rất ấn tượng nhỉ. Ba con mình tìm quanh cái vườn hoa này xem còn cái kẹo nướng nào không nào. À, bánh dừa nướng chứ nhỉ. Tiếp tục phát hiện cái thứ năm. Một cái bánh thứ năm. Bạn Ngân Hà đang lấy nào. À, rơi nào. Rồi. Rồi của bạn đang được 5 cái rồi. Bây giờ bạn Ngân Hà đi tìm tiếp xem nhé. Ở đây có không nhá. Dường như là bạn Ngân Hà đã phát hiện ra rồi đấy. Một chiếc bánh dừa nướng thứ 6. Ở đâu nhỉ? À, bạn ra mình chạy ra mấy khóm hoa đằng kia kìa. Tìm nhá. Wow, chiếc bánh dừa nướng thứ 6 bạn Ngân Hà đã tìm thấy. Bây giờ Ngân Hà đi tìm tiếp xem ở đây có nữa không nào. Lại tiếp tục phát hiện ra hai chiếc luôn. Lần này là hai chiếc luôn.
Ấy, hai chiếc nhá, Ngân Hà đưa cho các bạn xem đi. Tí nữa là bạn Ngân Hà sẽ tìm xong là mời các bạn cùng ăn nhá. Ngân Hà vào thưởng thức nhá. Tin tiếp thôi. Dường như ở đây bạn Ngân Hà rất tìm được rất nhiều lộc nhá. Tiếp tục phát hiện chiếc bánh thứ 8 này. Rất nhiều nhá. Đưa Ngân Hà ra đằng kia đi. Đi hai ba con mình ra đằng này xem. Hai ba con đi ra đằng này đi tìm tiếp nhá. Ba chỉ theo chân bạn Ngân Hà đi tìm thôi. Còn bạn Ngân Hà mục đích là chủ yếu là bạn Ngân Hà tìm và khám phá, tìm hiểu nhá. Nào, đi ra đằng kia thôi. Wow, một chiếc bánh thứ 9. Ngân Hà ơi, con nhảy lấy đi, con cho các bạn xem nào. Thế là Ngân Hà đã tìm được 9 chiếc bánh rồi. Bánh dừa đấy. Bánh dừa này là, xin nhắc lại lần nữa là bánh dừa này là đặc sản của tỉnh Quảng Nam nhé. Ngân Hà đi tìm tiếp thôi. Bạn đang chạy ra đằng đấy, dường như là bạn đã phát hiện ra rồi đấy. Quan sát xem thấy ở đâu nhá. Hai ba con mình tìm nào. Wow, đây là thử thách lớn nhất của bạn Ngân Hà đây. Bây giờ bạn Ngân Hà phải xuống cây rãnh này để sang bên kia bạn Ngân Hà mới lấy được nhá. Trèo leo rất giỏi, bạn ấy là tuổi khỉ đấy. Thế là Ngân Hà đã săn được 10 chiếc bánh rồi. Đã tìm thành công rồi. Bây giờ hai ba con mình đi ra đằng này đi. Ủa đây, bà thấy đẹp đẹp. Xếp từng chiếc bánh ra rồi cho các bạn xem rồi mình ăn nhá. À, bạn Ngân Hà đã đến một chỗ đẹp rồi. Và chỗ này hai ba con đã cảm thấy sạch. Bây giờ Ngân Hà sẽ xếp từng chiếc bánh ra nhá. Bánh dừa ra cho các bạn xem. Con đếm từ 1 đến 10 đi. 1. Bây giờ con xếp ra mà. Bây giờ con xếp từng chiếc bánh ra cơ mà. Chiếc thứ tư này. Ừ. Trong giỏ của con ba vẫn thấy còn đấy. Con xếp ra nhá. Ngân Hà ơi, bây giờ là mình đếm xem có bao nhiêu chiếc bánh nhỉ? Thế tổng cộng là có bao nhiêu chiếc bánh? À, 10 chiếc bánh nha. Ừ. Ba giờ ba kiểm tra xem Ngân Hà đã đếm chuẩn chưa nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiếc bánh rồi. Ngân Hà đếm siêu quá. Bây giờ bạn Ngân Hà sẽ bóc một chiếc bánh và thưởng thức, mời các bạn cùng ăn nha. Chiếc bánh dừa nha. Wow, bạn đã bóc được rồi đấy. Đây này. Wow, Ngân Hà rơi chiếc bánh ra cho bạn xem nào. Ngon quá. Ừ, một chiếc bánh dừa. Ngân Hà thưởng thức xem nào. Úi giời, ăn dần dần sạch chứ nhỉ. Ngon thế. Con có thấy ngon không? Ngon lắm à? Ừ, nhưng mà ba cũng thấy thèm nha. Để cho ba một miếng xem nào, ba thưởng thức xem nào. Không, ba lấy cái cổ rửa của con cơ. Ba thưởng thức xem có ngon không? Ừ, ba xin nha, ba thử thưởng thức nha. Đúng mùi dừa thơm thật đấy. Ngon lắm. Nào Ngân Hà cứ khen tấm tắc ngon thôi. Đang ngồi ăn một mình nha. Bạn nào có nhu cầu ăn nhá thì hãy liên hệ với bạn Ngân Hà nhá. Bạn Ngân Hà sẽ gửi bánh cho các bạn cùng ăn nhá. Ngân Hà nhỉ? Con làm miếng nữa đi. Con rơi mời các bạn đi. Wow, miếng bánh dừa rất ngon. Ngon nhỉ? Bánh dừa này người ta làm bằng gì nhỉ? Người ta làm bằng dừa khô hay sao nhỉ? Ừ.
người ta bổ quả dừa ra này, hoặc là người ta lấy cái nõi dừa người ta làm bánh nhỉ. Bây giờ thì ba sẽ lấy một chiếc bánh nướng để ba cho bạn xem. Đây, đây là bánh nướng nhá, dừa nhá, bánh dừa nướng đấy. Đây là sản xuất tại địa chỉ 22 Hoàng Hoa Thám, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhá. Đây là bạn Ngân Hà đi lên Chiêm Hóa mua. À không chứ nhỉ, được người du lịch từ cuộc trong Quảng Nam ra mua bánh ấy, ngon lắm. Ngân Hà ăn xong chưa? Ủa, vẫn còn đang ngầu nghiến à con? Đây là bạn Ngân Hà đã ăn xong được chiếc bánh rồi. Bây giờ Ngân Hà sẽ tìm đến các bạn đi con. Hai ba con hẹn gặp lại các bạn ở phía chương trình sau nha. Bây giờ Ngân Hà thu bánh vào nào, xong là tối mình là ăn tiếp nha.